Xin chào tất cả anh em. Thì như các bạn đã biết, năm ngoái cũng thế và năm nay thì vẫn vậy. Đấy, trước mặt các bạn đây là một thành viên đòi lì xì mình, lì xì năm mới nha anh em. Ok, thì chắc là rất nhiều anh em mà sau khi chơi kiếm tiền online từ năm ngoái, chắc là nhiều năm rồi, thì anh em đều không lạ lẫm gì cả. Ví điện tử Momo hay là tất cả các ví điện tử khác, cứ cái tầm cuối năm ấy thì nó lại có cái chiến dịch gọi là lì xì. Có nghĩa là chúng ta như mọi năm, thì bây giờ mình sẽ ở bước đầu video mình sẽ giải thích qua về cách cách thức chơi để cho các bạn dễ dàng chơi. Nhưng mà thực ra cái này ấy thì nó quan trọng nhất đó chính là độ uy tín. Các bạn chỉ khi chéo thì các bạn quan trọng nhất là tìm người uy tín để mà lì xì, thì đương nhiên thì mình đại diện cho một người uy tín, mình đảm bảo với các bạn là uy tín 100% để cho anh em chéo đảm bảo luôn 100%. Đấy, mình sẽ để cái địa chỉ lì xì của mình ở bên dưới, các bạn lì xì cho mình và mình sẽ lì xì lại cho các bạn. Ví dụ như là các bạn lì xì cho mình 1.000 thì mình sẽ lì xì lại cho bạn 1.000. Ok, 10.000 thì sẽ là 10.000, mà anh em đã cảm giác thế để mà cho đỡ bị an toàn ấy, cho an toàn ấy thì cần lì xì 1.000 thôi. Mình sẽ lì xì lại cho bạn 1.000 luôn. Đấy gọi là chéo lì xì. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho cách thức cho anh em để cùng chơi. Còn nếu như bạn nào đã biết chơi rồi thì địa chỉ ví Momo của mình để phần mô tả bên dưới để anh em lì xì cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhá. Ok, xem thằng này nó đòi mình bao nhiêu. Đòi bạn lì xì 1.000. Nếu nó có lì xì mình 1.000 đâu mà nó đòi mình 1.000 nhỉ? Vâng. Nó lì xì tôi 1.000 thì tôi sẽ lì xì lại cho bạn 1.000. Ok thì thôi, lì xì cho nó 1.000 ngay, lì xì ngay 1.000. Đấy. Ngẫu nhiên số tiền 1.000 này. Đấy, nó lì đây, số tiền 1.000 Nguyễn này. Đấy. À đây 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 là thêm rồi. Đây lì xì đây, mình sẽ tiếp tục thử này, tiếp tục. Đây, mình sẽ giao dịch với số tiền 1.000. Phí giao dịch nó miễn phí, các bạn lưu ý nhé. Chính vì phí giao dịch nó miễn phí. Chính vì phí giao dịch miễn phí đâm ra chúng ta có thể chéo nhau được, nó rất là ok. Đây mình sẽ xác nhận cho các bạn xem. 1.000 đáng đi. Đấy, xác nhận. Đây, mật khẩu. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, nó rất là đơn giản. Đấy, đã gửi lì xì thành công đến. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại lắc heo vàng này. Mình có không lượt. Đấy. Nhưng mà muốn có cái lắc heo vàng ấy thì chúng ta sẽ tìm cách thêm lượt ở đây. Góc này chúng ta sẽ gửi lời mời này, gửi lì xì với các thứ. Gửi lì xì cho bạn bè đang có ví Momo để nhận ngay một lượt lắc heo vàng. Mình đã gửi không, mình chỗ này vẫn không thể thêm lượt nữa ta. Đây, gửi lì xì này. Ô, mình đã gửi lì xì cho bạn bè rồi. Nếu mình gửi cho kia 1.000 rồi mà cái chỗ này cũng không, vẫn không được cái một lượt lắc heo ta. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại hôm này. Đấy. Hôm nay sẽ có khuyến mại. Ok, thì phần hôm này cái ví Momo này, nếu như các bạn chưa biết thì link mình để phần mô tả bên dưới, là đợt trước mình đã giới thiệu cho ví rồi. Thì các bạn có thể kích ở đây góc này lì xì này, đấy, để mà nhận ra lì xì, hoặc là ở đây bạn cần thêm lượt để lắc heo vàng ấy, làm nhiệm vụ để mà thêm lượt lắc heo vàng. Đấy là phần đấy. Ô, chúng ta kích lì xì để chúng ta tham khảo nhé. Ok, chúng ta sẽ có cái này, lì xì truyền thống, giật lì xì, đòi lì xì và trao điểm đổi quà. Ok, thì lì xì truyền thống kích vào đây. Đây là cái mà phương thức các bạn chọn người ngẫu nhiên này, chọn người ngẫu nhiên, hoặc là các bạn ấn cộng vào đây, có thể là chọn này, hoặc là các bạn thể nhập số điện thoại. Ví dụ như là các bạn nhập số lúc đấy mình đã lì xì cho ông này, hoặc là các bạn có thể chọn lì xì trong danh bạ của các bạn, hoặc là các bạn tí nữa sẽ nhập số điện thoại của cái ví Momo này của mình, nó là 0977999 đấy 512. Các bạn đừng cố gọi, à quên nhầm, 51. Các bạn đừng cố gọi số này làm gì nhá. Mình số này mình còn bỏ ở bên ấn từ lâu lắm rồi. Thế các bạn đừng cố gọi làm gì, không có tác dụng gì đâu. Ok, thì sau đó các bạn nhập như này, sau đó ấn thêm ngay này. Thêm đi đấy, đi. Đây có chữ duy này, để ấn ấn vào thế là xong. Đấy, tôi đi duy ấn vào thế là xong. Đấy, nhập. Thì nó sẽ hiện ra như lúc nãy và cái thao tác như vừa rồi, thì mình vừa gửi 1.000 đấy. Các bạn chỉ cần gửi 1.000 thôi, không cần gửi nhiều đâu. Đấy, ok, giật lì xì. Hãy nhập mã lì xì của bạn nhận được vào ô dưới đây để mở bao lì xì. Cái này ở đâu ta? Tạo mã lì xì này. Đây, tạo mã lì xì này. Đây. À cái này là thế này.
Cái này thì thường hay là cái số lượng bao lì xì ấy, giật tạo mã lì xì để tự ngẫu nhiên. Cái này thường hay là chơi kiểu trò chơi trúng thưởng đấy, kiểu như là để cho người tạo ra mã. Cái này thì các bạn không cần quan tâm gì mấy. Cái này thì thường hay là bọn nó kiểu như là làm cho nhân viên ấy, có nhân viên ở bên dưới, nhân viên là nó sẽ tạo ra khoảng độ là có lì xì 10.000 này, 20.000 này, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 đấy. Xong rồi cho nhân viên những cái mã đấy, xong rồi cho nhân viên giật, thằng nào trúng được cái gì thì trúng đấy. Ok, đòi lì xì. Cái này thì được. Cái này là giống như cái kiểu là khi lúc cái thằng vừa rồi ấy, nó đòi lì xì mình ấy. Đấy, đòi mình 1.000 tiền lì xì ấy. Đấy chứ các kiểu mình cho luôn 1.000, đòi có vấn đề gì đâu đấy. Các bạn có thể nhập số người nhận và đòi lì xì cho luôn. Ok. Ok, bây giờ trao điểm đổi quà. Đấy, mình có 0 điểm này. Số điểm tham gia 50, bạn đang có 83 điểm thưởng này, 100 một người chơi. Mời thêm. Khó lắm, bạn đã có 30 điểm trao điểm đổi quà này. Đúng chưa? Ở đây màn hình chờ này hiện khi anh mời tham gia trận đấu nhé. Nếu thoát ra khỏi trận đấu sẽ kết thúc này, tức cái này mình không chơi được. Đấy, đây là các thức. Ok, kích vào con heo. Kích vào phần lịch sử đây. Đây này, lì xì ở chỗ phần này lịch sử ấy, thì nó sẽ hiện hết các thứ ra. Nó hiện hết tất cả các thứ ra. Đâm ra khi các bạn mà lì xì cho mình ấy, thì mình sẽ được thông báo ở cái phần lịch sử này. Thì đương nhiên là mình sẽ gửi lại lì xì cho các bạn rồi, đúng không? Mình đã gửi một bao lì xì. Cộng với sau này anh em có kiện cáo gì tôi á, hiểu không? Khi các bạn lì xì cho tôi rồi, nó hiện tên của các bạn lên đây rồi á. Anh em kiện cáo bảo tôi, bảo là anh ơi sao anh không lì xì cho em chẳng hạn. Tôi vào phần lịch sử này tôi trâu ảnh cho bạn xem làm sao mà thoát được, hiểu không? Ông có lì xì cho tôi đâu mà đòi thôi lì xì cho ông, hiểu không? Đấy, tôi vào phần lịch sử này tôi biết hết luôn nhá. Ok, nhấn vào đây con heo hoàng. Con này nó mới là quan trọng, cái tầm này nó mới là quan trọng, con heo này. Ok, thì chỗ phần này này thì các bạn phải làm nhiệm vụ này, thêm lượt này. Đấy, cái này mới quan trọng này. Giới thiệu mua thành công, bạn nhận ngay được 4 lượt nắc và 100.000 đồng để được bạn giới thiệu này. Đấy, gửi lời mời này. Đấy, giới thiệu bạn bè nhá. Thì gửi lì xì cho bạn bè thì ví Momo nhận ngay này. Đòi lì xì Momo bất kỳ, nếu ví Momo đỏ lì xì lại cho bạn thì hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, các bạn có thể đòi ngay lì xì. Đấy, đòi chọn người nhận như các kiểu để đòi. Đấy, ví dụ như là bạn lì xì cho mình xong, sau đó thì bạn đòi lại mình. Đấy, đòi sau đó thì thành công, thì có nghĩa là các bạn đã nhận được nhiệm vụ. Đấy, hiểu lúc nào là như vậy. Nhiệm vụ hàng ngày: chia sẻ lên Facebook, hào phóng gửi lì xì cho 5 người bất kỳ, không phân biệt đã từng gửi cho người đó hay chưa. Ấy, ui dồi ôi, cha. Đòi lì xì của 5 người bạn bất kỳ, không phân biệt đã từng đòi của người hay chưa. Đấy, không phân biệt là đã từng đòi hay chưa. Bạn lưu ý đã từng, có nghĩa là không phân biệt nó là đã từng hay chưa nhé. Đã từng có nghĩa là không phân biệt đã từng. Tiếng Việt nó hơi khó hiểu một chút nên anh em nhớ đọc kỹ cái phần hào phóng và đòi gì nhõng nhẽo này nhé. Nhớ đấy. Ok, chúng ta sẽ có quả bảng xếp hạng. Cái này mới quan trọng này. 100 lượt này này. Cố lên, nó top 100 rồi, lắc chia sẻ chứ. Top này chúng ta sẽ có với bạn bè tuần 2 này. Chúng ta đạt top thôi. Quan trọng là cái quá trình này đạt top thì chúng ta sẽ ăn được lượt. Ok, thu thập con giáp. Khi mà các bạn ấy sưu tập bộ lì xì này quà tặng, chúng ta sẽ có khi mà đủ con giáp ấy. Khi các bạn lắc cái con heo ấy thì các bạn sẽ nhảy ra được cái con giáp. Thì con giáp này sẽ nhận đổi được cái thẻ 3 con giáp thì sẽ đổi được thẻ 10.000. Đấy, bạn đang khó không con giáp nào. Đấy, thì mình đã được thằng nào lì xì đâu. Thẻ quà tặng này cũng vậy. Thì hiện tại không được con giáp nào. Đấy, thẻ 20k thì quà tặng là 9 con giáp sẽ đổi 2k. Vé vàng nhận tiền 12 con giáp. Thu thập đủ 12 con giáp sẽ đổi được quà tặng, đổi quả thành công. Bạn sẽ nhận ngay vé vàng với 2 ưu đãi tham gia chia tiền từ giải thưởng 2 tỷ đồng tiền mặt. 2 tỷ đồng sẽ được chia đều cho tất cả mọi người chơi có vé vàng. Cơ hội quay cuối cùng chương trình các giải thưởng 2 triệu, 5 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng tiền mặt. Mỗi khách hàng chỉ được đổi quà tặng này một lần duy nhất trong suốt thời gian chương trình. Đấy, thế thì anh em hiểu rồi đấy. Các bạn cố gắng mà kiếm thật nhiều con heo, sau đó đủ 12 con giáp thì chúng ta sẽ đổi lấy một vé này. Sau đó thì chúng ta sẽ chơi với thẻ quà tặng 10, 20 nghìn. Đấy. Nói chung là mình chẳng qua là phục vụ anh em uy tín để cho các bạn muốn chéo thôi. Thì anh em cần một người chéo uy tín thì phục vụ thôi. Chứ còn mình thì số ấy, hả không?
tôi đi bốc thăm trúng thưởng gì đó, có tổng cộng 6 giải thưởng và có 6, 10 người chơi mà tôi vẫn lọt vào top 4 cái thằng đen nhất đấy. Đâm ra tôi đen lắm, tôi cũng không hy vọng gì cả đâu. Đâm ra tôi để số ở dưới để cho anh em biết, cộng với thông báo cho anh em. Anh em cũng có thể là comment những cái ví của các bạn cảm thấy uy tín thì các bạn có thể comment xuống ở dưới để mà cùng chéo cho nhau. Nhớ là các anh em có 1.000 thôi, đừng quỵt của nhau làm gì nhá. Đâm ra anh em cố gắng là comment ở phần comment ở dưới cái video này là số của các bạn để chúng ta cùng chéo cho nhau. Thì anh em có 1.000 thôi, nên ra anh em đừng có mà quỵt của nhau làm gì nữa. Ok, và cuối cùng thì chúc các bạn lắc trúng được 100 triệu từ Momo. Ok anh em. Ok, và hẹn gặp lại.